Vậy là series hậu tận thế hot nhất nhà Netflix Sweet Home đã đi tới hồi kết. Hôm nay hãy cùng Phê Phim điểm lại tất cả những sự kiện đã xảy ra trong mùa 3 để xem phe người hay phe quái vật đâu mới là bên giành chiến thắng cuối cùng. Nào, hãy cùng chúng mình bắt đầu thôi. Quay trở lại với trận chiến định mệnh hơn một năm về trước, Khư Myong, hay giờ đây là Nam Sang Won, dùng sức mạnh làm phân hủy toàn bộ cơ thể vật lý của Hyun Soo. Đờ đẫn chờ đợi cái chết trong bóng tối, Hyun Soo một lần nữa gặp lại quái vật bên trong mình. Nó hứa sẽ giúp cậu đạt được mọi điều bản thân từng mong ước. Đó là bạn bè tốt bụng, là gia đình hạnh phúc. Nó sẽ cứu cậu khỏi thực tại khắc nghiệt này. Nhưng Hyun Soo biết, những hình ảnh quái vật mang tới chỉ là thứ mộng ảo không có thật. Cậu muốn đối mặt với khó khăn và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Chính vì thế, lớp da hoại tử lập tức khô lại như xi măng và vỡ vụn. Còn Hyun Soo thì lành lặn, lê bước thoát ra khỏi bam som. Toàn bộ câu chuyện phía sau như chúng ta đã biết, Hyun Soo nhận nuôi con gái của Ji Kyung và sau này cùng nữ lính cứu hỏa xây dựng một ngôi nhà nhỏ ấm áp trên tàu. Tuy vậy, theo diễn biến cuối phần 2, Hyun Soo đã tự tay đẩy Ji Kyung trong hình dáng quái vật xuống vực thẳm. Hành động này đã khiến phần người trong Hyun Soo chìm sâu trong sự dằn vặt và đau khổ. Cậu liên tục nghĩ về quá trình quái vật hóa của Ji Kyung và những dục vọng sâu thẳm trong cô. Ở đó, Ji Kyung dường như bị bắt ép phải trở thành quái vật, cô không quy hàng ham muốn của mình và không ngừng trốn chạy khỏi nó. Vì thế, Hyun Soo nghĩ rằng hẳn sẽ có cách để giúp Ji Kyung quay trở lại làm người. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng nhảy xuống vực để tìm nơi đã chôn vùi người hàng xóm xấu số và cố gắng bước vào tâm trí cô một lần nữa. Tại Bam Som, Sang Won và Tiến sĩ Im đã chính thức gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách. Trong quá khứ, Sang Won vừa là bạn vừa là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của Tiến sĩ Im. Tuy nhiên, tên tiến sĩ điên này liên tục tiêm vào đầu Sang Won ý nghĩ rằng Ji Kyung, vợ chưa cưới của y đã chết, đồng thời không ngừng thử đủ mọi cách để băm chặt Sang Won ra làm nghìn mảnh. Điều này đã khiến y phát điên và mong muốn thoát khỏi những thí nghiệm phi nhân tính kia. Từ đó, Sang Won bắt đầu tiến hóa. Y tách mình ra khỏi lớp vỏ thịt con người và trở thành một đám bầy nhầy đỏ như máu có khả năng ký sinh lên bất cứ cơ thể đã chết nào. Giờ phút tay bắt mặt mừng đã hết, Sang Won đưa người bạn cũ đến gặp MH3 cùng nhiều đối tượng nhiễm đặc biệt khác của tiến sĩ, lúc này đang áp giải nhóm người của trung sĩ Kim Jong-hu đến chuồng nhốt quái vật. Vốn căm ghét những thí nghiệm kinh tởm nhân danh khoa học mà ông Im tiến hành, những người nhiễm đặc biệt khi có được quyền làm chủ, bèn hoán đổi vai trò, dùng chính những người lính còn sống để làm trò tiêu khiển cho quái vật. Họ muốn đẩy giới hạn của con người tới cùng cực để khiến loài người nảy sinh dục vọng rồi từ đó biến thành quái vật. Trong thí nghiệm lần này, trung sĩ Jong-hu bị bắt phải chọn giữa ba người lính và mỗi một hành động nóng vội của anh sẽ phải trả giá bằng tính mạng của một người đồng đội. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, chàng trung sĩ quyết định cắt đứt dây thừng treo Min Song-jin rồi lao xuống vực, cùng anh chạy trốn khỏi lũ quái vật. Sự lựa chọn này đã làm Sang Won thất vọng, y hạ lệnh giết hết đám người, nhưng cô bé Yoon Ja-young không đỡ xuống tay nên quyết định để họ tự sinh tự diệt. May mắn là trong nhóm quạ đen đi bam som, có hạ sĩ Kang Seok-chan vẫn còn sống sót. Anh dùng hết sức bình sinh, cầm súng lửa đi ứng cứu hai người đồng đội. Vốn có cảm tình với anh lính này, cô bé Ja-young dùng sức mạnh giúp họ chống lại lũ quái vật trong chuồng. Màn kịch hay đã kết thúc, Ja-young đưa tiến sĩ Im ra xe gặp Sang Won rồi cùng nhau về khu dân cư tàu điện ngầm. Trong khi đó, sau khi biết thân tín của mình bị đội giám hộ bắt, đội trưởng Chi nhanh chóng đưa cho Ye-soo trốn ra ngoài thông qua đường cống ngầm. Nhưng cô ta lại tỏ ra không biết điều, quay sang chất vấn đội trưởng vì sao lại bỏ mặc mình trước đó. Đến đây, bà Chi chẳng thèm giấu giếm, liền lôi cô gái vào căn phòng bí mật từng nhốt tên chết nhát Sương Hoan. Hóa ra một năm về trước, cả chồng và con trai của đội trưởng Chi đều hóa thành quái vật, nhưng duy chỉ có bạn đời của bà ta là bị giết không thương tiếc, còn đứa con trai thì được ả nhanh tay nhốt vào căn phòng bí mật nơi cống ngầm. Kể từ đó, đội trưởng Chi sẽ lừa những người mà bà ta không ưa hoặc kẻ đang có triệu chứng quái vật hóa xuống đây để làm thức ăn cho con mình. Chứng kiến bí mật đáng sợ của đội trưởng, Jong Ye-soo ngay lập tức vớ lấy cây gậy, giáng một cú thật mạnh vào sau ót của ả đàn bà độc ác. Tiếng động này đã thu hút sự chú ý của thượng sĩ Thác Kinh Hoan, giúp ông tìm ra căn phòng chết chóc kia và nhanh chóng giải cứu Ye-soo cùng ả đội trưởng khỏi con quái vật cống ngầm. Về phần Park Chan-young, sau khi từ biệt Eun-yu, cậu gặp lại Hani, cô gái kỳ lạ từng suýt hại chết cậu trước đây. Hai người cùng nhau trở lại chỗ vực thẳm để đón Eun-yu và bất ngờ chạm trán quái vật nhện. Đột nhiên, tiếng gào thét của Ji-kyung vang lên từ lòng đất khiến con quái chú ý rồi lao xuống chỗ Hyun Soo. Ba người thấy vậy liền tạo ra một chiếc dòng dọc nhằm đưa Eun-yu và Chan-young xuống đáy vực giải cứu hai kẻ nhiễm đặc biệt. Người trần mắt thịt đấu với quái vật bất tử, nhìn thế nào cũng thấy đây là một cuộc chiến không cân sức. Dự liệu rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu, Chan-young ra hiệu kéo Eun-yu lên mặt đất trước, còn mình thì tập trung đánh thức Hyun Soo rồi cùng họ bay lên bờ ít lâu sau đó.
Cuối cùng, nhờ có những người đồng đội, từ cõi chết, Yi Kyong một lần nữa sống lại làm người. Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, Yi Kyong nhanh chóng chạy đi tìm ân nhân của mình, Hyun Soo, thì biết được rằng từ khi ra khỏi vực thẳm, cậu vẫn chưa thể khôi phục lại hình dáng con người. Nhưng thời gian đâu có chờ đợi ai, đứa bé con mà Yi Kyong sinh ra không biết chừng đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp trong lúc cô bất tỉnh. Vì vậy, dù không thể cảm ơn ân nhân tử tế, nhưng Yi Kyong cũng phải lên đường đi tìm con trước khi quá muộn. Trong lúc Eun Yoo chăm sóc bộ đôi Yi Kyong và Hyun Soo, thì Chan Yong và Hani cùng nhau sửa xe cũng như tìm kiếm đồ ăn. Nhờ vậy, chàng binh nhì đã biết được rằng ông chú Wang Ho Sang thực chất vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là người luôn kìm hãm ham muốn được sống cho gia hồn của cô. Bởi khác với ông chú cục cằn mất niềm tin vào nhân loại, Hani luôn khao khát được kết nối với mọi người. Cô gái trẻ sợ hãi quái vật, nhưng cô không nghĩ họ là một giống loài khác mình. Và khi chứng kiến phép lạ mà Hyun Soo mang đến cho Yi Kyong, Hani lại càng có thêm cơ sở để tin rằng sẽ có một ngày đại dịch thực sự kết thúc, một ngày những người bị biến thành quái vật sẽ được chữa khỏi. Lại nói về nhóm tân nhân loại của Sang-won, di chuyển từ Bam-som, chiếc xe tiến thẳng đến khu dân cư ở ga tàu điện ngầm cạnh sân vận động. Tại đây, Y tiết lộ với tiến sĩ Im rằng một năm về trước, Y đã từng gặp Yi Kyong cùng chiếc bụng bầu to bất thường của cô. Vì không thể ra mặt gặp trực tiếp vợ con mình như bình thường, Sang-won đã thêm vào đứa bé con của Yi Kyong một chút gen từ Y để khi đứa bé lớn lên, Sang-won có thể nhận ra nó. Và lần này, Y đã bắt được tín hiệu của con ở khu trú ẩn tàu điện ngầm. Quả đúng như vậy, sau khi chia tay mẹ, đứa bé của Yi Kyong đã tìm đến sân vận động. Nó trốn trong ống cống, nhìn ngắm những con người đang sinh hoạt tại đây. Bất chợt, con bé bị cô gái Yesu tìm thấy rồi đưa đến chỗ bà cô Cha Yin Ok. Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên từ phía cổng chính. Sang-won dẫn đoàn tân nhân loại của mình xông vào hầm trú ẩn để tìm con gái. Y đe dọa đội giám hộ, buộc họ phải quy thuận, còn mình thì trở thành thủ lĩnh mới tại nơi đây. Theo đó, tất cả những quy định về cách ly và tiêu diệt người nhiễm bệnh đều bị hủy bỏ. Quá trình quái vật hóa từ nỗi khiếp sợ được đoàn tân nhân loại tuyên truyền thành một sự ban phước từ Chúa Trời. Đêm hôm đó, tại khu trạm xá, ông Ho Sang bị Hani nhốt trong chiếc xe van đã xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Không muốn liên lụy tới những người còn sống, ông trốn khỏi xe rồi cố gắng chạy xa nhất có thể. Ít lâu sau, Hani mang thuốc dài đến cho ân nhân thì phát hiện ra mọi chuyện. Cô gái ngay lập tức chạy vào phòng Hyun Soo để cầu xin cậu biến Ho Sang thành người. Nhưng Hyun Soo đến tận bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh thì làm sao có thể cứu được ai? Ở ngoài cửa, ông chú Ho Sang mất kiểm soát vì biến đổi, liền đập đầu liên tục vào vô lăng của một chiếc xe, khiến tiếng còi vang lên inh ỏi giữa phố khuya. Đây là một chuyện rất nghiêm trọng, vì âm thanh lớn sẽ thu hút lũ quái vật tìm tới. Vậy nên Cha Nhong sẽ lao phía Ho Sang và Hani, còn Eun Yoo sẽ trở lại phòng gọi Hyun Soo tỉnh dậy để cùng chạy trốn. Không muốn sống như một quái vật và cũng biết Hani sẽ không nỡ xuống tay giết mình, Ho Sang dùng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, lái chiếc xe đâm mạnh vào bình xăng để tự thiêu. Việc này vô tình lại khiến quái vật xác định được nơi cả nhóm nương náu. Đúng lúc ấy, Hyun Soo tỉnh dậy, giúp bọn họ dẹp tan mối nguy hiểm trước mắt, nhưng bản thân cậu lại trở thành nỗi đáng sợ tiếp theo mà Eun Yoo và Chan Yong phải đối mặt. Một mình đối phó với con quái vật đang cuồng nộ Hyun Soo là điều không thể với cô gái trẻ. Eun Yoo bèn chạy vào trạm xá tìm thuốc gây tê toàn thân rồi tiêm ngay cho người đồng đội hai liều. Song đánh thuốc chỉ là biện pháp tạm thời. Muốn sống cùng Hyun Soo thì Eun Yoo cần tìm ra cách để thuần hóa con quái vật trong cậu. Nhìn thấy quyết tâm của cô gái, Hyun Soo quái vật đồng ý ở bên Eun Yoo và giao hẹn trong vòng 3 ngày cô phải khiến cho phần người tỉnh lại, bằng không sẽ mất cậu mãi mãi. Thoát chết nhờ vào sự hy sinh của đồng đội, trung sĩ Kim Yong Hu khập khiễng tìm đường ra khỏi Bam-som, đồng thời không quên giải cứu một người lạ mặt mà anh vô tình gặp gần đó. Nhưng điều đáng nói là tên này vốn không phải là người thường hay người nhiễm bệnh đặc biệt, hắn lại là vật chứa cho kén quái vật. Bất cứ khi nào vỏ thịt người bị tổn hại, chiếc kén từ trong cơ thể sẽ chui ra và tạo thành một buồng trái tim khổng lồ. Nhờ sự kiện kỳ lạ này, trung sĩ đã phát hiện ra lũ quái vật dường như rất tôn thờ chiếc kén, bởi nơi nào có kén, có trái tim, chúng sẽ không bao giờ chạm chân tới. Về phần Yi Kyong, sau khi tỉnh dậy từ cõi chết, cô liền lên đường đến sân vận động để tìm con gái. Tại đây, vừa gặp tiến sĩ Im, kẻ góp phần giết chết chồng cô, Yi Kyong đã lao tới đánh gã một trận ra trò nhằm trả thù cho người bạn đời. Cảm thấy bản thân bị đánh quá oan uổng, lão tiến sĩ bèn tiết lộ với Yi Kyong, Sang-won, chồng của cô không hề chết mà đã chui vào một cơ thể mới. Hơn thế nữa, anh ta còn đang tìm kiếm máu mủ của mình trong khu dân cư này. Do đó, cô phải tìm thấy con gái trước khi Sang-won có thể lợi dụng sức mạnh chết chóc của con bé và biến nó trở thành vật chứa tiếp theo cho y. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Với tư cách là thủ lĩnh sân vận động, Sang-won nhanh chóng tìm được bé con và chiếm được lòng tin của cô.
Để hiểu hơn về năng lực thực sự của đứa trẻ, trong chuyến đi chơi hâm nóng tình cảm gia đình, Sang Won đã khéo léo dò hỏi khả năng của con và nhận ra đây chính là hệ gen tân nhân loại hoàn hảo nhất mà y vẫn hằng tìm kiếm. Trong lúc đó, ở khu dân cư tàu điện ngầm, đội trưởng Chi đã nghĩ thông mọi chuyện. Bà ta chọn cách biến mình thành nạn nhân cuối cùng của con trai quái vật và trao lại tấm bản đồ ghi chú lối đi bí mật thuộc ga tàu điện ngầm cho thượng sĩ Tắc. Trong lúc bám theo cha con Sang Won, Lee Jae-jin, tên biến thái thuộc nhóm tân nhân loại, đã vô tình đi lạc đến địa phận mà Hyun-soo quái vật cùng Eun-yu đang nghỉ chân. Lâu lắm mới gặp lại người quen, Hyun-soo nhanh chóng tóm lấy gã và tra hỏi vị trí của Sang Won. Nhưng trong nghe không bằng một thấy, cậu kéo luôn Jae-jin về phía sân vận động, dự định sẽ đấu một trận sống mái với kẻ thù cũ Sang Won. Nhìn thấy Hyun-soo đang sát khí tiến về khu dân cư, nhóm Eun-yu hốt hoảng thu dọn mọi thứ rồi cũng tức tốc chạy theo. Phía bên ngoài ga tàu điện ngầm, thượng sĩ Tắc phải thú nhận tình trạng quái vật hóa của mình với Sang Won để nhóm quạ đen không bị lũ ngoại lai bắt nạt. Điều này dù khiến người dân hoang mang, song lại là một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, cái mác người có triệu chứng bệnh sẽ giúp ông tự do di chuyển không bị cấm cản. Thứ hai, từ bây giờ nhóm tân nhân loại sẽ nới lỏng giám sát với thượng sĩ, giúp ông dễ dàng tính kế phản công. Lại nói về trung sĩ Kim Yong-hu, tỉnh dậy sau một ngày dài vất vả, anh phát hiện trái tim quái vật trên trần nhà đã biến mất. Thay vào đó là một cậu trai trắng trẻo sạch sẽ bất thường từ đâu xuất hiện. Cậu ta chính là Eun-yeok tái sinh. Trước vẻ mặt khó tin xen lẫn sợ hãi của người trước mặt, Eun-yeok tự giới thiệu bản thân chính là tân nhân loại hàng thật giá thật. Anh có thể điều khiển quái vật và tái sinh vô tận thông qua chiếc kén gọi là trái tim. Như vậy kết quả đã rõ, giai đoạn tiếp theo của quá trình quái vật hóa chính là sản sinh ra người bất tử. Điều này đồng nghĩa rằng lũ nhiễm bệnh đặc biệt kia không phải chủ nhân mới của trái đất, mà chỉ là những kẻ đột biến, phá hỏng quy luật tự nhiên. Chính sự thật kể trên đã khiến hai giống loài chung gốc ấy trở thành thiên địch với mối thù hằn không thể hóa giải. Và để ngăn chặn nhóm Sang Won tiếp tục giết chóc đồng loại của mình, Eun-yeok cần trung sĩ Yong-hu dẫn đường về sân vận động. Sau khi được bố trở đi rong ruổi khắp nơi, đứa bé trở về sân vận động và gặp lại mẹ Ji-kyung. Hai mẹ con được dịp giải bày tất cả những điều giấu kín trong lòng và tháo gỡ mọi khúc mắc ngày trước. Ji-kyung cũng hứa sẽ không làm đứa bé buồn và cầu xin con hãy cùng mình rời xa khỏi nơi đây. Cảm động trước lời hứa của mẹ, bé con đồng ý cùng cô tạo dựng một cuộc sống mới. Ấy vậy mà, hai người chưa kịp rời đi thì Sang Won đã tìm tới cửa. Ý định lợi dụng tình xưa nghĩa cũ để khiến người vợ chưa cưới siêu lòng. Tuy nhiên, Ji-kyung đã không còn là con người như trước kia nữa. Cô nhanh chóng hạ thủ khiến Sang Won bị thương nặng, mở đường máu cho con chạy trốn. Tức giận vì để sổng mất con mồi, y lồng lên vì đau đớn rồi ngay lập tức đuổi theo đứa trẻ. Không muốn lặp lại sai lầm cũ, Ji-kyung dùng hết sức bình sinh để che chắn cho con. Và trước khi chết, cô đã kịp tặng lại cho bé con một cái tên đặc biệt, So-yi-su. Sang Won bây giờ là một con quái vật, y chẳng hề thương xót người vợ chưa cưới đoản mệnh mà chỉ chăm chăm muốn bắt lấy đứa con đột biến để hoàn tất kế hoạch. Thấy con bé tỏ ra bướng bỉnh không chịu hợp tác, ý tức giận tóm lấy nó rồi nhốt vào trong buồng từng dùng để cách ly người có triệu chứng. Xong xuôi, Sang Won tìm đến tiến sĩ Im, bắt ông ta phải nghĩ cách giúp y chuyển đổi cơ thể thành công. Trong lúc đó, ở bên ngoài phố, có ba nhóm người sống sót đang trên đường về lại sân vận động. Đó là bộ ba Eun-yu, Chan-yong, Hani, nhóm trung sĩ Kim Yong-hu Eun-yeok và hai kẻ nhiễm đặc biệt Hyun-soo Jae-jin. Chung mục đích, chung tuyến đường, Eun-yu và Hyun-soo sau đó đều lần lượt chạm trán Eun-yeok. Song dường như chỉ có chàng quái vật cánh gai là được thủ lĩnh trẻ ngày nào nhớ rõ. Anh ngay lập tức đưa ra lời đề nghị Hyun-soo cùng hợp tác với mình và lơ đẹp cô em gái nuôi. Trước thái độ dửng dưng và lạnh nhạt của anh trai, Eun-yu đã hoàn toàn sụp đổ. Bởi lẽ suốt một năm qua, cô đã không mang tính mạng, buông bỏ cả danh tiếng của bản thân để đi tìm anh, chờ anh về. Nhưng tất cả những gì Eun-yu nhận lại được lại là một kẻ tân nhân loại vô cảm xúc. Đó là thế cục trên mặt đất, vậy còn cuộc sống dưới cống ngầm thì sao? Thượng sĩ Thắc sau khi gỡ bỏ được lệnh giám sát liền cộng tác cùng tiến sĩ Im nhằm triệt hạ tận gốc con quái vật Sang Won. May mắn được y tin tưởng chọn làm quân sư, tên tiến sĩ biết Sang Won sẽ dùng mọi cách để hủy hoại cơ thể hiện tại, tạo cơ hội cho đống bầy nhầy kia thoát ra và nhập vào cô con gái Yisu. Do đó, đây là cơ hội ngàn vàng để ông ta vừa giết chết người bạn cũ, vừa dễ bề lấy lại viên thuốc kìm hãm quá trình quái vật hóa từ cơ thể Jae-yong, nhân vật thí nghiệm của tiến sĩ tại Bam Som. Hóa ra, viên thuốc mà ngày xưa tên bộ trưởng từng tìm kiếm lại được gã họ Im giấu vào trong chính cơ thể đối tượng thí nghiệm. Hóa ra chẳng có sự đột biến nào, cũng chẳng có chúa trời nào ban phước cho họ cả. Tất cả biến hóa kia đều là nhờ viên thuốc được tên tiến sĩ điều chế ra từ máu của Sang Won.
mất đi Jaeyong, căn buồng nhốt Jisoo không còn người canh gác. Thấy thế, cậu bé Yeongsu, người luôn có cảm tình với cô bạn mới đến, liền liều mình mở khóa giúp cô ra ngoài. Để cảm ơn cậu, Jisoo quyết định biến Yeongsu thành quái vật như cậu vẫn hằng mong ước. Vụ cá cược giữa Eunyu và quái vật đã kết thúc với phần thắng thuộc về cô gái trẻ. Hyunsu con người sau thời gian dài hôn mê cuối cùng đã quay trở lại, nhưng quyết định sẽ hợp nhất với phần quái bên trong, bởi cậu không muốn tiếp tục chạy trốn khỏi nó nữa. Để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, Hyunsu phải học cách dung hòa giữa hai nửa thiện ác trong tâm hồn. Vậy là cậu bạn hiền lành cùng người anh trai đều đã quay về. Eunyu vui vẻ cùng hai người đuổi theo đồng bạn đi về phía sân vận động. Tại ga tàu điện ngầm, mỗi nhóm lại đau đáu với những câu chuyện của riêng mình. Sang-won biết được chuyện Jisoo bỏ trốn, liền nhanh chóng điều người lục tung khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm. Thượng sĩ Tác cùng nhóm quạ đen thì tất bật với kế hoạch trốn thoát của mình, còn tiến sĩ Im lại đang bận rộn với việc tìm viên thuốc. Thành công lấy được thần dược ra khỏi cơ thể Jaeyong trước khi cô tự chữa lành vết thương, tiến sĩ Im giữ đúng lời hứa và tiêm cho thượng sĩ Tác. Nhưng hắn lại vô tình nghe được rằng cô bé mà Sang-won tìm kiếm có khả năng biến người thành quái vật. Vốn khao khát được trải qua quá trình quái vật hóa từ lâu, nay cơ hội lại ở ngay trước mắt, tiến sĩ Im liền giở trò lật lọng, nuốt luôn viên thuốc vào bụng. Tức giận nhưng chẳng thể giết hắn, thượng sĩ Tắc quyết định tiết lộ sự thật về loại thần dược trên cho Sang-won, dự định mượn tay y để cướp viên thuốc về, đồng thời đánh lạc hướng tên này, che giấu cho nhóm của trung sĩ Yeong-hu lèn vào sân vận động. Cô bé Jisoo sau khi được thả thì lén trốn vào trong khu dân cư, thành lập một đội quân quái vật riêng, chuẩn bị cho màn đối đầu với bố. Cũng giống như chung cư Green Home, khu dân cư tàu điện ngầm quả thực rất bé. Chẳng mấy chốc, Sang-won đã được hội ngộ cùng con mình. Y nhanh tay giết chết ba cô Cha Chin-ok và Yeongsu, lúc này đang trong hình dạng quái vật, như một hình phạt cho Jisoo vì đã bỏ trốn. Liên tiếp mất đi những người mà mình yêu thương, cô bé như phát điên và hạ lệnh cho lũ quái vật tấn công bố mình. Châu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, nhóm quạ đen cùng một số người may mắn ngay lập tức triển khai kế hoạch tẩu thoát. Họ di chuyển bằng lối đi bí mật trong cống ngầm để ra ngoài. Tuy nhiên, đi đến nửa đường, cơ thể thượng sĩ Tắc lại xảy ra biến hóa, khiến ông trở thành một con quái vật ngay trước mắt mọi người. Vốn đã đoán được vấn đề này, nên thượng sĩ Tắc cài sẵn bom trên người. Thấy tình hình chuyển biến xấu, ông ấn kích nổ, làm vỡ đường ống nước, rồi dùng sức mạnh của mình tạo thành bức tường băng chặn đường quái vật. Tại sảnh tòa nhà, những tường với sức mạnh đáng gờm, Jisoo có thể đánh bại Sang-won, nhưng sự non nớt, thiếu kinh nghiệm chiến đấu đã khiến em bại trận và phải quy hàng người bố tàn ác. Sang-won mang Jisoo và tên tiến sĩ ra đống lửa trước tòa nhà. Y móc dạ dày gã họ Im để lấy viên thuốc rồi thản nhiên phá hủy nó. Xong xuôi, Sang-won ném người bạn cũ cùng tên đàn em như ném hai miếng giày rách vào ngọn lửa. Vậy là cuối cùng kế hoạch đã hoàn tất. Cơ thể Sang-won sắp lụi tàn, vật chứa mới được chuẩn bị sẵn. Y dễ dàng tách mình thành hình dạng máu thịt bầy nhầy và chiếm lấy thân thể con gái. Trời đã về khuya, Eun-nyok và Hyun-soo mới tìm được đến sân vận động. Lúc này, những người còn sống đều đã di tản. Chỉ còn lại đống bù nhìn của Jisoo đứng bất động khắp mọi nơi. Lần theo dấu vết quen thuộc, Hyunsoo tìm thấy cô em gái, vẹn nguyên, sạch sẽ đến bất thường. Khi cậu gặng hỏi về tung tích của Ji-kyung, Jisoo mỉm cười rồi nói sẽ dẫn cậu đi gặp chị. Nhưng hai người đi mãi, vẫn chẳng thấy có So Ji-kyung nào xuất hiện cả. Đến lúc này, cô bé mới thú nhận thân phận thật của bản thân, đồng thời xác nhận đã giết chết người phụ nữ kia. Không đành lòng để Jisoo bị tên Sang-won cướp đi, Hyunsoo liền nắm chặt lấy tay cô bé và bước vào tâm trí của em. Trong khi Hyunsoo đang kìm chân Sang-won trong thế giới nội tâm, thì Eun-nyok từ bên ngoài lại liên tục tấn công vào cơ thể vật lý của Jisoo. Sự can thiệp của Eun-nyok đã khiến Hyunsoo bị đẩy khỏi tâm trí cô bé. Biết được khả năng của kẻ thù, Sang-won trong xác Jisoo nhanh chóng gọi đội quân bù nhìn của mình tới làm lá chắn thịt, đảm bảo giữ khoảng cách giữa mình và cậu ta xa nhất có thể. Tuy nhiên, thời gian thích nghi cơ thể quá ngắn và năng lực của Jisoo vốn không hề tương thích với y, nên Sang-won liên tục bị cơ thể của cô bé đào thải ra ngoài. Không có vật chứa, y đành chấp nhận lùi một bước, tìm kiếm thân xác mới để nhập vào trước khi quay lại đấu tay đôi cùng hai kẻ nhiễm bệnh đặc biệt. Về phần Jisoo, vết thương chí mạng từ Eun-nyok đã giết chết cô bé. Đau đớn trước sự ra đi của người em gái thân thiết, Hyunsoo tức tốc đuổi cùng giết tận tên điên Sang-won. Một trận chiến nảy lửa đúng nghĩa đã diễn ra. Từ trong đống tro tàn, Sang-won trong xác của tên đàn em vừa bị thiêu chết bàn nãy xuất hiện, giương đòn đấm hiểm hóc nhằm vào Hyunsoo. Nhân vật chính của chúng ta cũng chẳng phải dạng vừa, cậu không chút ngần ngại ôm lấy y rồi lao vào ngọn lửa. Song vừa chạm vào lửa, y đã ngay lập tức tách thành đống máu đi tìm vật ký sinh tiếp theo. Chỉ là xui xẻo thay cho gã bầy nhầy, cơ thể mới mà y nhập vào lại chính là tên côn đồ Pyong Sang-wook. Dù đã chết, nhưng cơ thể Sang-wook vẫn nhớ mãi những lời răn dạy của cậu Jae-hyun.
những cử chỉ ấm áp, nhẹ nhàng của cô Yuri và đặc biệt là lời gã từng nói rằng mình muốn sống như một người đàng hoàng. Do đó, Sang-uk không cho phép tên biến thái này nhập vào rồi tùy tiện giết chóc như trước nữa. Như có phép lạ, những khớp cơ trên cơ thể gã tự động di chuyển, kéo cả người và vật ký sinh vào trong đống lửa nóng rát, thiêu rụi một người quân tử và cả một kẻ tham lam. Cách đó không xa, Eun-yu một mình bước vào căn phòng trống. Nỗi nhớ anh và niềm khao khát được yêu thương mãnh liệt đã khiến Eun-yu đầu hàng quái vật và xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Trong mộng tưởng của cô gái trẻ, Eun-yu được ngồi cùng anh trai tại ngôi nhà quen thuộc ở Green Home. Khác với vẻ lạnh lùng như hồi sáng, anh bây giờ đã trở lại làm ơn nhóc nhẹ nhàng, tinh tế như ngày trước. Anh ôm cô, an ủi cô rằng mọi chuyện đều đã ổn cả. Dù biết tất cả hình ảnh trước mắt đều là giả dối, nhưng Eun-yu vẫn quyết định ở lại nơi này, bỏ lại sau lưng thế giới hoang tàn đầy rẫy quái vật. Lại nói về số phận của đám người trốn thoát khỏi sân vận động, nhờ sự hy sinh của thượng sĩ Tắc, họ đều ra ngoài an toàn và đang lưu trú tạm tại một khu xây dựng gần đó. Song số người được cứu ngày càng tăng lên, khiến nơi này trở nên quá tải. Nhu cầu tìm chỗ ở mới sớm nhất có thể đã khiến Hyunsu chợt nhớ tới một nơi, đó chính là chung cư Green Home. Một vòng tuần hoàn đã được xác lập, những ai từng ở Green Home lại quay trở về nơi này. Những ai từng là quái vật gớm ghiếc, giờ đây đã dần tiến hóa thành tân nhân loại. Và để tiếp tục sinh tồn trong thế giới hậu tận thế này, hai giống loài chung gốc cần phải cộng sinh trong hòa bình. Tại đây, con người và tân nhân loại cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, cùng nhau tạo nên những mái nhà ấm áp mới. Bởi vì chúng ta, dù tiến hóa hay chưa, thì cũng đều muốn được về với Sweet Home của mình. Và trên đây là đại kết cục của series Sweet Home. Các bạn nghĩ thế nào về cốt truyện của tác phẩm này? Đừng quên để lại bình luận cho fan phim cùng biết nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.